rà soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm. Tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện gần 260.000 trường hợp mắc, hơn 100 ca tử vong. Tại Đà Nẵng, số ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh, nhất là trong những tuần sau mưa bão, tập trung chủ yếu ở các quận như Liên Chiểu, Sơn Trà. Đáng lưu ý là người dân địa phương vẫn còn chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Thống kê của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 1.700 ca sốt xuất huyết, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, khoa nội truyền nhiễm tiếp nhận điều trị khoảng 10 đến 15 ca, trong đó các ca nặng chiếm tỷ lệ cao, có cả người cao tuổi và trẻ em. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận gần 7.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất trong vòng 5 năm qua, tập trung chủ yếu ở huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, đặc biệt sau trận lụt lịch sử vừa xảy ra vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 19 ổ dịch với hơn 650 ca bệnh. Đến nay, ngành chức năng đã khống chế 13 ổ dịch, vẫn còn 6 ổ dịch tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc và xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên với 83 ca bệnh. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các địa phương và người dân không chủ quan lơ là với dịch bệnh khi thời tiết đang diễn biến thất thường. Chiều nay tại thành phố Quy Nhơn, Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo công bố chính sách kích cầu du lịch, thu hút các đoàn khách đến Bình Định dự hội nghị hội thảo kết hợp với du lịch cuối năm và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm du lịch trong nước và nước ngoài. Đã có hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đủ điều kiện đón các đoàn khách dự hội nghị hội thảo kết hợp với du lịch trên địa bàn tỉnh, bàn về các chính sách kích cầu du lịch, giảm giá dịch vụ, thu hút các đoàn khách đến Bình Định dự hội nghị hội thảo kết hợp du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã thống nhất cam kết các chính sách ưu đãi đối với các đoàn khách đến Bình Định trong mùa du lịch thấp điểm quý tư năm nay. Cụ thể, sẽ giảm giá phòng thấp nhất là 50% so với giá phòng niêm yết, giảm giá thấp nhất 10% dịch vụ ăn uống và thấp nhất 20% giá thuê hội trường áp dụng cho đoàn khách từ 50 người trở lên. Có 16 công ty lữ hành quốc tế và nội địa đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đăng ký giảm giá ít nhất 30% lợi nhuận sau khi đã giảm giá các dịch vụ có trong chương trình tour. Đối với các doanh nghiệp du lịch tham gia triển lãm ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng và ngoài tỉnh sẽ là 30 triệu đồng. Đây là những chính sách kích cầu quảng bá du lịch của tỉnh Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, địa phương dự kiến chi gần 400 tỷ đồng để triển khai đề án này. Trong đó, kinh phí giai đoạn từ 2022 đến 2023 là hơn 270 tỷ đồng, giai đoạn 2024 đến 2025 là 270 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện đề án được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn ODA và các nguồn huy động hợp pháp khác. Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông hướng đến các mục tiêu tổng quát gồm quản lý đô thị tinh gọn, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, các vấn đề liên quan tới giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, dịch vụ công, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Hiện tỉnh Đắk Nông xúc tiến hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp và kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc chính quyền điện tử, kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin Truyền thông quản lý. Thưa quý vị, giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 5 năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 28 tháng 10 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đến nay, cơ sở vật chất cũng như công tác chuyên môn phục vụ cho giải đã được ban tổ chức là VTV8 và địa phương đăng cai chuẩn bị chu đáo để các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất. Các điều kiện tổ chức giải bóng bàn truyền thống cúp VTV8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn tất. Trong đó, hệ thống chiếu sáng đảm bảo các điều kiện chuẩn. Hiện sân thi đấu đang được trải thảm và sẽ được bố trí 12 bộ bàn bóng bàn trong đêm nay, bao gồm lưới, chắn bóng, bóng thi đấu theo quy định của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ăn ở, đi lại của các vận động viên cũng đã được bố trí một cách thuận lợi nhất trong suốt thời gian giải diễn ra. Có thể nói là tới thời điểm này thì việc căn bản là tất cả các công việc liên quan tới công tác tổ chức, kể cả mời trọng tài quốc gia, kể cả kế hoạch đón vận động viên của các tỉnh thành, kể cả cơ sở vật chất, kể cả trang phục thi đấu, về căn bản nói chung là chúng ta đã chuẩn bị tương đối đầy đủ đúng theo kế hoạch. Bây giờ chỉ còn một cái niềm mong mỏi là nếu thời tiết tốt và không có mưa lớn
thì chúng ta rất hy vọng là cái giải bóng bàn trên cúp VTV8 lần thứ 5 của VTV8 sẽ thành công như chúng ta đang mong đợi tuần này. Cùng với cơ sở vật chất, công tác tập huấn chuyên môn cho đội ngũ trọng tài, bộ phận phục vụ giải cũng được chú trọng. Sự chuẩn bị này của ban tổ chức sẽ đáp ứng được trình độ chuyên môn và tạo ra một sân chơi công bằng để các vận động viên nâng cao thành tích thi đấu. Thì bên ban tổ chức và bên tổ trọng tài thì cũng đã thống nhất với nhau là chọn những cái trọng tài nói chung là chuyên môn rất là tốt và gần như là điều hành rất nhiều giải của quốc gia rồi. Đó thì là nói về luật thì gần như là các trọng tài là rất là nắm rất là rõ. Nó còn chỉ có cái là phổ biến cho thêm trọng tài là cái giải này là thi đấu có tỷ lệ chấp. Nó tại giải chuyên nghiệp là không có tỷ lệ chấp. Nó chỉ có phổ biến là mai tập huấn trọng tài là thông báo cho trọng tài là biết cái tỷ lệ chấp giữa các hạng. Giải bóng bàn truyền thống cúp VTV8 lần thứ 5 năm 2022 có 50 đội hàng phong trào, 10 đội hàng chuyên nghiệp, tổng số hơn 300 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của các vận động viên hàng đầu quốc gia. Bên cạnh mục đích góp phần phát triển bộ môn bóng bàn và tạo điều kiện để các vận động viên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, giải còn là hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam điểm đến du lịch xanh và chào mừng Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ nhằm củng cố năng lực chiến đấu thực địa. Khóa huấn luyện diễn ra ở Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía đông nam. Cuộc tập trận huy động khoảng 6.000 binh sĩ từ lực lượng hải quân và lính thủy đánh bộ, cùng khoảng hơn 40 phương tiện đổ bộ, khoảng 50 máy bay và hơn 10 tàu quân sự, trong đó có tàu tấn công đổ bộ Đốc Đô. Các cuộc diễn tập có sự tham gia của những đơn vị khác trong quân đội Hàn Quốc như Bộ Tư lệnh Tác chiến Đường không Lục quân, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân và Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Chi tiết trong cụm tin tổng hợp sau đây. Danh sách 19 loại nấm gây bệnh do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra chia ra 3 nhóm nấm với mức độ đe dọa gồm nghiêm trọng, cao và vừa phải. Cơ quan này thậm chí còn cảnh báo có một số chủng loại ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng. Nấm thường tấn công những người đã bị bệnh nặng như bệnh nhân bị ung thư hoặc bệnh lao và tỷ lệ đã tăng lên trong số các bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong đại dịch. Đến nay, chỉ có 4 loại phương pháp điều trị tồn tại với rất ít phương pháp điều trị mới tùy theo mức độ của bệnh. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể phụ XBB của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới. WHO không nêu cụ thể từng quốc gia ghi nhận biến thể XBB. Tuy nhiên lưu ý rằng số lượng các ca nhiễm biến thể này đang tăng nhanh ở Singapore và Bangladesh. Biến thể XBB lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8. WHO đã nhận định đây là một trong những biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng né tránh miễn dịch cao nhất. Chính phủ Thái Lan vừa thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ cho phép người nước ngoài được sở hữu đất cho mục đích làm nhà ở. Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi lớn về chính sách pháp luật lâu nay của Thái Lan, vốn hạn chế người nước ngoài sở hữu đất đai trừ các trường hợp như mua nhà chung cư hoặc những người nước ngoài kết hôn với người Thái Lan. Chính phủ Thái Lan hy vọng trong vòng 5 năm tới sẽ thu hút hơn 1 triệu người nước ngoài giàu có đến Thái Lan sinh sống và sẽ bơm hơn 26 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế. Công dân nước ngoài chỉ đủ điều kiện mua đất khi đã đầu tư ít nhất 40 triệu bạt, tức là hơn 1 triệu đô la Mỹ vào bất động sản, chứng khoán hoặc các quỹ đầu tư của Thái Lan. Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu tái khởi động chương trình kích cầu ăn uống mang tên Go to Eat sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Go to Eat là chương trình cung cấp các phiếu ăn uống dưới dạng phiếu điện tử hoặc phiếu giấy. Chính quyền Tokyo sẽ hỗ trợ người dân 25% số tiền bỏ ra để mua phiếu. Đặc biệt không chỉ khách hàng tại Tokyo mà cả người dân sống ở các địa phương khác cũng có thể đăng ký tham gia bốc thăm để lấy phiếu ăn uống. Được biết giá trị số phiếu ăn điện tử trong chiến dịch kích cầu lần này vào khoảng 12,5 tỷ yên, tương đương với khoảng 85 triệu đô la Mỹ, trong khi giá trị phiếu ăn uống bằng giấy là 33,1 tỷ yên, tương đương với khoảng 225 triệu đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.